Hôm nay thì mình có mua được hai cái tổ ong khoái này, một tổ nó nhỏ hơn và một tổ thì to hơn. Thì cái ong khoái hiện tại bây giờ là mùa tháng 9 tháng 10 thì cái ong khoái đó là nó sẽ chia làm hai mùa trong một năm ở Điện Biên chúng mình nhá. Cái mùa đầu tiên là cái mùa từ tháng 3 đến tháng 6 và cái mùa thứ hai là từ tháng 9 đến tháng 10. Cái mùa tháng 9 tháng 10 thì cái mật nó sẽ ít hơn và cái tính chất mật của ong khoái là nó sẽ hơi đắng một chút. Thì hôm nay mình vừa mới mua được, anh em bắt về thì một tổ như thế này. Đây là tổ nhỏ hơn. Cái tổ này thì chắc tầm cỡ 3 cân. Mình chưa cân cụ thể đâu nhưng mà cái tổ này tầm 3 cân. Còn đối với cái tổ to hơn thì cái này nó nhiều mật hơn. Cái túi này nó sẽ tầm khoảng 5 cân hay 6 cân gì đó, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà cái này là mình mua cả sáp luôn, nghĩa là chỉ cái phần mật nhá, mật đã đựng ở trong cái sáp của con ong đó. Thì khi mà người dân người ta bắt thì người ta chỉ cắt cái phần mật này để người ta lấy người ta bán thôi. Thế sau đó thì mình mua cái phần mật này. Và khi cái tổ này sau khi cắt xuống á, thì nó sẽ như này. Thì cái này là mật cả sáp, mình hay gọi là mật cả sáp. Thì hiện tại mình đang bán cái loại này là 250.000 đồng cho một cân. Đây là ong khoái nhé. Để cho cô chú anh chị nào chưa biết đó, thì cái ong thì sẽ ở Điện Biên chúng mình sẽ chia làm ong khoái và ong đá. Cái ong ruồi thì mình không nói, cái ong ruồi tổ bằng bàn tay mình không nói. Cái ong khoái và ong đá thì cái tính chất là như này. Cái ong khoái, cái loại này là nó làm trên cái cành cây cao. Nhiều cô chú anh chị xem YouTube nhiều ấy, thì sẽ biết được. Các cái video về bắt ong khoái thì hầu hết tất cả là ong khoái này sẽ nằm trên cành cây cao và cái trên các cái vách đá cao, nghĩa là cái con ong khoái này rất là to và nó hút được nhiều mật, thành ra cái tổ nó quân của nó rất là đông và cái tổ của nó cao ở trên cao và rất là to. Một tổ thì có những tổ lên đến vài chục ký mật như này, nhưng mà có những tổ nó loại nhỏ như thế này thì nó chỉ có vài ký thôi. Đó, trung bình mỗi một tổ tổ nhỏ nhỏ cũng tầm 2-3 kg. Tổ nào non thì 1 kg, nhưng mà tổ bình thường nó cũng phải 2-3 kg. Còn có những tổ to đại á, quần nó lớn thì nó sẽ lên vài chục ký một. Thì như ở đây thì mình mua được hai tổ, một tổ này là khoảng tầm 3 kg, khoảng khoảng mình chỉ áng khoảng thôi, còn tổ này sẽ khoảng 5 đến 6 kg. Thì cô chú anh chị khi mà lấy thì chúng ta cố gắng, ví dụ chúng ta lấy nguyên cả tổ luôn, thì mỗi một tổ thì nó ở một cái vùng, một cái khoảng vùng khác nhau và con ong nó sẽ hút những cái mật ở vùng đó. Và hiện tại cái mùa tháng 9 tháng 10 thì cái tính chất mật này nó sẽ hơi đang đắng một chút. Còn đối với mùa từ tháng 3 đến tháng 6 thì tính chất mật nó sẽ ngọt hơn, màu nó sẽ vàng hơn chứ màu nó không không có đậm, không có đặc đậm giống như cái màu của đợt này. Cái tính chất của ong khoái thì cái mật của nó cũng sẽ loãng hơn so với mật ong đá và mật ong nuôi. Mật ong nuôi thì cực kỳ đặc rồi. Nhiều cô chú anh chị cứ bảo thử bằng vạt áo hay là cách nhỏ vào nước nó tan, nhưng mà cái cách đó, những cách đó nó không phải nha. Đó. Thì hiện tại cái ong rừng á, mà nguyên cả sáp như thế này thì mình đang bán là 250 một cân. Thì ở đây mình đang có hai cái tổ mới này. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu về mật ong mà nguyên sáp đó, thì mình sẽ đóng trong những cái bình nhựa và mình gửi đi cho dễ. Bình thủy tinh là gửi đi không được tại vì nó rất là dễ vỡ. Đây chính là cái mật mà hôm nay mình mua được. Đây là cái con ong khoái này, mọi người có thể thấy cái con ong khoái ở đây. Nó khá là to. Cái mật này thì mật cũng vít nắp rồi. Nhưng cái tổ này là vít nắp này, cái tổ này là chưa này. Tổ này như cái ống mật như thế này là chưa vít nắp. Cái mật, màu mật nó sẽ đậm đậm một chút. 250 một cân, mình có hai tổ thì cô chú anh chị có nhu cầu thì có thể lấy một trong hai tổ này, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của cô chú anh chị nhé. Mình sẽ đóng ở trong hộp nhựa để gửi cho cô chú anh chị, mình sẽ bọc rất là cẩn thận cho vào, xong là nói chung là mình sẽ đóng cẩn thận và bọc quấn xốp lổ nữa. Thế nên cô chú anh chị hết sức yên tâm, tới nơi có thể là cái mật này nó sẽ hơi ấy một chút, tại vì do cái quá trình vận chuyển, nhưng mình đảm bảo với mọi người là mật rừng 100%, mình mua từng tổ một của dân. Đó. Cái này thì mua mật ong là cũng mua bằng lòng tin, cho nên là cô chú anh chị hết sức cân nhắc trước khi mà chúng ta đặt hàng. Đó. Thì cô chú anh chị có nhu cầu mà muốn lấy cái loại nguyên sáp này về chúng ta vắt đó, thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại ở trên màn hình 0937
74010585 hoặc là 0947010585. Cả hai số mình đều có Zalo và có cả Facebook. Đây chính là cái mật.